bạn mang giàu có về cho gia đình. Bạn rất coi trọng gia đình. Bạn hiểu rõ ràng, năng lượng tình yêu là năng lượng vĩ đại, gắn kết tất cả những thành viên trong gia đình với nhau, giúp nuôi dưỡng gia đình của bạn ngày càng hạnh phúc, ngày càng bình yên và có được cuộc sống cân bằng. Cho nên bạn luôn mang tình yêu về ngôi nhà của mình, về cho gia đình của bạn. Thông qua những suy nghĩ, lời nói, hành động của bạn, bạn cung cấp tình yêu cho tất cả những người xung quanh bạn, cho cộng đồng của bạn. Và bạn ý thức được rằng khi bạn cho đi tình yêu, bạn sẽ liên tục phát triển tình yêu bên trong mình. Và bạn luôn quan sát những câu chuyện tình yêu xung quanh bạn. Đó là nguồn cảm hứng về để bạn chia sẻ với gia đình của mình, để hỗ trợ cho họ tăng trưởng tình yêu bên trong họ. Chính nguồn tài nguyên dồi dào, vô tận tình yêu bên trong bạn liên tục phát triển. Đó là nguồn trợ lực lớn mạnh, hỗ trợ từng thành viên trong gia đình phát triển tích cực, để họ tự nhận thức được rằng mình nên làm gì để có thể hỗ trợ những thành viên còn lại trong gia đình và giúp gia đình ngày càng có được hạnh phúc đích thực, cân bằng, giàu có, thịnh vượng. Tổ tiên của bạn rất hài lòng với bạn, bởi vì tổ tiên luôn nhìn thấy những hành động tốt lành của bạn với gia đình, với dòng dõi của mình. Và bạn còn biết trân trọng năng lượng tốt lành của tổ tiên truyền thừa lại cho bạn, mở rộng tình yêu cho thế giới xung quanh bạn. Tổ tiên của bạn luôn phù hộ cho bạn. Thế giới rất cần người giống như bạn. Quốc Khánh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.